Thì như thị trường thì được định nghĩa là cái khoảng không gian mà mắt có thể bao quát được khi nhìn cố định vào một điểm. Đấy, nó là rất là rõ ràng như thế. Khi mà chúng ta nhìn thẳng mắt về một vị trí thì chúng ta sẽ vẫn nhìn thấy một cái khoảng xung quanh rất là rộng. Đấy chính là thị trường. Tất nhiên là càng gần cái vị trí mà chúng ta định thị thì chúng ta nhìn càng rõ nét, và càng xa cái vị trí đấy thì chúng ta nhìn nó càng mờ đi, bởi vì thị lực ở phần trung tâm của chúng ta có thể là 10/10. Thế nhưng mà thị lực ở những cái phần ngoại vi thì nó sẽ thấp hơn, giảm dần. Và thị lực ở phía gần papilla thì nó cái chỗ đường papilla, chỗ cái đường thì nó chỉ thị lực nó rất là thấp, nó chỉ khoảng 1/10 thôi, và nó không có cái màu sắc nữa. Thị lực mà phía trước của cái organ serrata thì là cái phần thể mi thì chúng ta sẽ không còn, khi một cái vật tiêu nó rơi vào cái phần phía trước của organ serrata thì chúng ta sẽ không thấy. Còn từ phía sau organ serrata là cái phần võng mạc cảm thụ thì chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy, nhưng mà thị lực nó rất là thấp, và đến tận trung tâm thì nó mới tăng lên. Như vậy là thị trường là nó nói đến chức năng của võng mạc, và chúng ta thăm dò thị trường là chúng ta sẽ đánh giá cái chức năng của võng mạc của bệnh nhân. Thì đây cái hình vẽ mô tả một cái gọi là tưởng tượng cái thị trường của gan. Nếu mà chúng ta nhìn bằng một mắt thì cái thị trường của gan sẽ có cái hình giống như là cái hình chóp nón này, nhưng mà đáy đỉnh của nó thì ở cái phần trung tâm hội tụ của nhãn cầu là cái đỉnh, và cái đáy của nó thì kéo dài cho đến vô cực, để chúng ta có thể nhìn mà không có tận cùng. Thế nhưng mà chúng ta có hai mắt thì chúng ta sẽ có hai cái thị trường như vậy, mỗi mắt có một thị trường như vậy, và hai thị trường này nó có cái phần ở giữa là giao nhau dùng chung, và cái đây là phần thị trường hai mắt, và ở phía ngoài thì mỗi một mắt có một cái phần thị trường riêng. Giờ chúng ta tiếp tục cái phần hình dạng của thị trường. Thì như tôi đang nói đấy, tức là nếu như là con mắt của chúng ta nó là hình cầu, cho nên nó sẽ nhìn về tất cả các phía nó đều như nhau hết, thì thị trường của chúng ta nó sẽ là cái hình chóp nón đều. Đấy. Tuy nhiên thì cái con mắt chúng ta lại nằm trong một cái hố xương, cho nó sẽ bị các thành xương nó che khuất, vì vậy mà cái hình chóp nón của chúng ta nó không đều, nó hơi bị khuất ở một phía, phía nhất là phía mũi, thì là cái vùng khả năng nhìn nó chỉ được khoảng độ 60-70 độ về phía so với cả cái trục thị giác thôi. Thế còn phía thái dương thì nó xương nó nằm thấp nên là không bị che khuất. Còn phía trên thì chúng ta có cái cung lông mày, phía dưới thì có xương gò má, thì nó cũng che mất một phần cái của cái vùng mà chúng ta nhìn được. Trên cái bề mặt cắt nằm ngang qua thị trường, sự cắt đứng ngang qua thị trường, chúng ta sẽ thấy là đây cái mặt cắt của thị trường về phía mũi là nó bị thu hẹp lại, chỉ còn lại một phần thế thôi, thế còn khoảng 60 độ thôi. Thế còn về phía thái dương thì vẫn rộng được 90 độ, phía trên và phía dưới nó khoảng 70 độ. Đây là mặt phẳng cắt nằm ngang qua thị trường. Đấy, chúng ta thấy thị trường ở phía mũi thì nó hẹp hơn, còn phía thái dương thì nó rộng hơn. Và đây là cái hình ảnh minh họa cái khả năng nhìn của một cái mắt con mắt khi mà chúng ta nhìn thẳng cố định vào một điểm ở phía trước. Đấy, thì ở phía trên chúng ta có thể nhìn được cái góc là tương đương khoảng 50 độ so với cả cái trục thị giác. Ở phía dưới chúng ta có thể nhìn được khoảng 70 độ so với trục thị giác, và phía mũi thì 60 độ, và phía thái dương là 90 độ. Đấy là cái cũng không hiểu là như thế đã được chưa? Tùng à? Bác sĩ Tùng à? Bác sĩ Tùng lên tiếng ạ. Đã được chưa? Nghe, nhìn thấy rồi thầy ạ. Nghe thấy không ạ? Vâng. Nghe thấy không ạ? Rõ rồi, thế tốt rồi. Rồi thì để tôi tiếp tục, tại vì nói như này mình không hiểu mọi người có nghe thấy không nên là. Dạ vâng, nghe okay. Thấy rõ. Rồi bắt đầu chúng ta tiếp tục. Và đây là cái mô tả, cái hình ảnh mô tả cái giới hạn của thị trường. Cho nếu như mà chúng ta nhìn từ trên đỉnh đầu của người bệnh nhìn xuống thì chúng ta thấy là người ta có thể nhìn được ở hai phía, mỗi phía khoảng 90 độ về các phía. Đây là hai mắt, cho nên là chúng ta có thể nhìn được 180 độ. Như vậy chúng ta có thể nhìn thấy nửa phía trước của thế giới,
còn nửa phía sau của thế giới thì chúng ta không nhìn thấy, nó nằm sau lưng chúng ta mà chúng ta không nhìn thấy. Thế còn trên cái hình ảnh nghiêng thì chúng ta thấy là có thể nhìn thấy phía trên khoảng 5-60 độ, phía dưới khoảng 6-70 độ. Đây là cái giới hạn của thị trường mà đã được qua rất nhiều cái lần đo thử nghiệm và người ta ghi nhận là giới hạn ở phía trên là khoảng 5-60 độ, phía dưới 70 độ, thái dương 9 độ và phía mũi là 60 độ. Thì trong khi xem kết quả thị trường thì người ta vẽ ra những cái đường nối như này, những cái đường vẽ này, và mỗi một cái đường vẽ này người ta gọi là một đường đồng cảm. Và khi kỹ thuật viên đã trả ra cái kết quả, chúng ta thấy có nhiều cái đường đồng cảm, các đường đồng cảm nó có đường bên ngoài nó rộng hơn, đường trong nó nhỏ hơn. Thế tại sao lại có cái hiện tượng như thế? Thì đấy chính là khi chúng ta sử dụng những cái test có kích thước khác nhau hoặc cái cường độ ánh sáng khác nhau thì cái thị trường mà bệnh nhân nhìn thấy, cái khoảng không gian bệnh nhân nhìn thấy nó cũng khác. Ví dụ như chúng ta sử dụng các test mà có kích thước lớn, có cường độ ánh sáng mạnh thì bệnh nhân có thể nhìn thấy rất rộng, bởi vì khi những cái hình ảnh đấy nó rơi vào những cái vùng võng mạc rất xa ở ngoại vi sát cả cái đường ora serrata thì bệnh nhân vẫn có thể nhìn được, nên thị trường nó rộng hơn. Nhưng ngược lại, nếu mà chúng ta sử dụng cái test cái ánh sáng nó rất là yếu, rất là mờ, thì khi mà ánh sáng nó rơi vào cái vùng võng mạc mà sát với đường ora serrata thì bệnh nhân lại không nhìn thấy, mà phải đi dịch vào sâu vào bên trong gần trung tâm hơn, cái chỗ đấy cảm thụ võng mạc nó cao hơn thì lúc đấy bệnh nhân mới bắt đầu nhìn thấy, còn ở phía võng mạc ngoại vi là không nhìn thấy. Cho nên cái thị trường nó sẽ nhỏ hơn so với cả khi chúng ta dùng cái cường độ ánh sáng mạnh đấy. Và khi ta sử dụng một cái cường độ ánh sáng, chúng ta thử ở các vị trí cung giờ khác nhau, chúng ta nối 12 cung giờ lại thì chúng ta sẽ ra được một cái đường liên tục đấy, gọi là một đường đồng cảm đấy. Như vậy đường đồng cảm là đường nối các điểm có cùng cảm thụ với một tiêu thử trên các kinh tuyến khác nhau. Thì như vậy là mỗi lần chúng ta cứ thay một cái kích thước hoặc là một cái cường độ ánh sáng, người ta sẽ có một cái đường đồng cảm khác nhau. Đấy, nhưng mà trong khi thăm khám thì người ta chỉ thăm khám ba cái đường đồng cảm thôi. Tức là đường đồng cảm ngoại vi là cái đường mà sử dụng là ánh sáng có cường độ mạnh và kích thước lớn. Đấy. Và đường đồng cảm trung tâm thì là thường là sử dụng cái kích thước nhỏ, cường độ ánh sáng yếu, và một đường đồng cảm trung gian là có cái độ ánh sáng và cường độ ánh sáng và kích thước trung bình. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có ba cái đường đồng cảm, còn chúng ta cũng có thể có rất nhiều những cái đường đồng cảm khác nhau. Thế cách đo thị trường ấy, thì có hai cái cách cơ bản thôi. Một là cái ước lượng thị trường, thì tuy nhiên đây là cái cách mà nó không chính xác. Tuy nhiên là chúng ta vẫn cần phải biết, để vì khi chúng ta khám những bệnh nhân mà người ta không có khả năng làm thị trường được, hoặc là khi chúng ta đi hội chẩn ở những chuyên khoa khác như là ngoại nội thần kinh, chứ họ muốn gọi là kết quả nhanh, thì chúng ta có thể ước lượng tại chỗ thôi. Nên cái này chúng ta đi lâm sàng đã biết rồi, ngồi đối diện với bệnh nhân, bịt mắt đối xứng hai bên. Ví dụ bệnh nhân dùng mắt phải thì chúng ta nhìn mắt trái của thầy thuốc đấy, nhìn trực tiếp vào mắt phải của bệnh nhân, sau đó dùng một vật tiêu di chuyển giữa khoảng cách giữa hai người đấy, và chúng ta so sánh khi chúng ta nhìn thấy thì bệnh nhân có nhìn thấy hay không, là so sánh cái thị trường của chúng ta với thị trường bệnh nhân, thì sơ bộ có thể biết được những trường hợp mà có thu hẹp thị trường rất là rộng, là thu hẹp rất là nặng thì chúng ta có thể ước lượng được. Thế còn những trường hợp mà thu hẹp nó kín đáo thì đương nhiên là không thể dùng phương pháp này. Thì cái phương pháp phổ biến vẫn là phải dùng cái thị trường kế. Để cái máy đo thị trường ấy, thì người ta chia ra làm hai loại thị trường kế, là thị trường kế động mà chúng ta dùng cái phổ biến bây giờ là thị trường kế Goldman. Còn trước đây thì có cái thị trường Marjon, bây giờ chúng ta không dùng nữa. Cái Goldman này, cái thị trường kế động này, nó sao nó lại động? Bởi vì nó có hai cái biến số của cái test ấy. Cái test sử dụng nó có hai biến số là cường độ và kích thước. Kích thước to hay nhỏ, cường độ sáng hay yếu đấy. Thế còn thị trường loại thị trường thứ hai là thị trường tĩnh. Thì thị trường tĩnh này, cái test nó chỉ sử dụng một biến số thôi, đấy là về cái cường độ chiếu sáng của cái test. Còn kích thước thì người ta không thay đổi trong suốt quá trình làm thị trường, người ta chỉ sử dụng một cái test kích thước thôi. Tức là người ta có nhiều test khác nhau, ví dụ kích thước 3mm, 4mm, 2mm, nhưng khi sử dụng để thăm khám một bệnh nhân thì chúng ta chỉ sử dụng một cái kích thước cụ thể nào đấy. Ví dụ như là thông thường người ta dùng cái kích thước là 2mm đường kính, cái test nó hình tròn tròn 2mm đấy. Như vậy là chỉ có một biến số thôi, là cái cường độ của nó thay đổi trong quá trình làm thị trường, còn kích thước thì không thay đổi, nên người ta gọi nó là thị trường một biến số hay là thị trường tĩnh. Đây là thị trường kế Goldman.
và đây là thị trường ký hiệu là 1234 theo số đấy. Và ở đây tôi có minh họa cho các em là cực độ 1 thì tương đương là 0,03, cái này là candela trên mét vuông, tức là một cái đơn vị đo cái cường độ ánh sáng. Cái cường độ 2 thì là 0,1, cường độ 3 là 0,315 và cường độ 4 là 1 candela trên mét vuông. Như vậy là mỗi một cái bước 1, từ 1 lên 2, từ 2 lên 3, từ 3 lên 4 là cái cường độ ánh sáng này nó tăng 3 lần. Chính xác là tăng 3,15 lần. Đấy. Thì ánh sáng nó từ... Thế còn cái yếu tố thứ hai là kích thước, tức là cái đường kính của cái test đấy, thì có 6 cái đường kính là từ 0 đến số bằng số La Mã là từ 0 cho đến 6. Thì trong đó 0 là tương đương với 1/16 mm². Chỉ có 1/16 mm² thôi. 1 thì là 1/4, 2 La Mã thì là 1 mm², 3 La Mã là 4 mm² và 6 La Mã là 64 mm². Như vậy là ở đây nó tăng theo cấp số 4, tức là cứ mỗi một bậc thì tăng thêm 4 lần, diện tích nó tăng lên 4 lần, từ 1/16, 1/4 đến 1/14, 16, 64. Đấy. Như vậy là trong thực tế chúng ta sẽ có thể có bao nhiêu cái test là với mức cường độ là 4 cộng với kích thước là 6. Như vậy là chúng ta sẽ có 24 cái loại test để làm thị trường. Ví dụ test cường độ 1 thì có thể đi với kích thước 0, 1, 2, 3, 4, tức là test 10, 11, 12, 13, 14. Đấy. Ví dụ test mà cường độ 4 thì có thể đi với kích thước là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tức là 40, 4, 1, 4, 2, 4, 6. Như vậy chúng ta tổng cộng là sẽ có 24 cái test như vậy. Đấy, nhưng mà đấy mới là với cái test của ánh sáng trắng thôi. Nhưng mà trong phép đo thị trường người ta còn có thể thay màu của ánh sáng. Là ngoài ánh sáng trắng thì còn có 3 màu cơ bản nữa là màu đỏ, màu xanh green và màu xanh blue. Tổng cộng là có 4 loại màu nhé. Trắng, này, đỏ, xanh da trời và xanh lá cây. Đấy, nhưng tất cả 24 test cho mỗi một loại. 24, như vậy chúng ta sẽ có là 4 x 24 cái loại test khác nhau. Đây cái thị trường cái major là cái một trong cái thị trường cái đầu tiên ở cái khi người ta sử dụng để đo. Nó gồm có cái cung tròn này. Đấy, cung tròn này bệnh nhân để cái cằm và nhìn cái cung tròn đấy thì người kỹ thuật viên sẽ xoay cái cung tròn này 360 độ, và trên cái cung tròn này nó chiếu những cái chấm sáng, có cái nguồn sáng nó sẽ chiếu và nó sẽ di chuyển trên cái cung tròn này, và bệnh nhân cứ nhìn thẳng vào tâm của nó thôi. Bệnh nhân chỉ nhìn thẳng vào tâm, và khi nào mà ánh sáng di chuyển từ phía ngoại vi mà người ta nhìn thấy, người ta sẽ bấm hoặc người ta báo là có, thì kỹ thuật viên sẽ đánh dấu lại ở cái vị trí ở trên này qua cái hệ thống dây kéo này. Đấy. Và ta sẽ biết được, đánh dấu được cái vị trí mà giới hạn bên ngoài bệnh nhân nhìn thấy. Chúng ta có thể làm kiểm tra đi kiểm tra lại 2-3 lần. Đấy, nếu nó cùng một vị trí trên một kính tuyến thì chúng ta mới xác định, còn nếu mà nó không cùng một vị trí thì chúng ta phải bàn lại cho nên khi nào nó thật là chính xác. Như các tổn thương mà chúng ta thu hẹn trên thị trường mà chúng ta có thể thu nhận được, rồi có một số cái tổn thương cơ bản này. Thứ nhất là thị trường nó thu hẹn, là cái thị trường nó nhỏ hơn so với cả cái giới hạn của người bình thường. Trên cùng một cái loại test, ví dụ như là test 4, có nghĩa là test nó có cường độ là 4 này, và ở đây người ta test là 5-4, nghĩa là test có cường độ đường kính là 5 và cường độ là 4, thì người ta sẽ so với cả cái đường đồng cảm của người bình thường thì người ta sẽ thấy là nó nhỏ hơn, nó hẹp hơn. Thì cái thu hẹp này nó có thể thu hẹp đồng tâm, tức là tất cả 360 độ nó đều hẹp, hoặc là thu hẹp ở một cái vị trí nào đấy, ví dụ thu hẹp ở phía mũi, thu hẹp hay gặp ở trong bệnh glaucoma, thu hẹp ở phía dưới, thu hẹp phía trên thì hay gặp ở trong bệnh bọc mạc vân vân. Thì tùy theo cái từng góc mà ta có thể có hình ảnh thu hẹp khác nhau. Cái hình ảnh thứ hai, bệnh lý thứ hai, đấy là hình ảnh ám điểm. Ám điểm thì là một cái vùng mà nhìn không rõ ở trong thị trường. Trong thị trường có thể giới hạn thì là bình thường, nhưng trong cái vùng khoang mà bệnh nhân nhìn thấy đấy thì có những vùng nhìn không rõ thì nó sẽ là ám điểm. Thì ám điểm người ta có lại chia ra làm ám điểm là tương đối và ám điểm tuyệt đối. Thì ám điểm tương đối thì có nghĩa là trong cái khu vực đấy bệnh nhân vẫn nhìn thấy nhưng mà nó mờ hơn bình thường. Còn ám điểm tuyệt đối là trong cái khu vực đấy là bệnh nhân hoàn toàn không nhìn thấy gì hết, mất hẳn một khoảng ở trong thị trường, đây là ám điểm tuyệt đối. Và thứ hai là ám điểm dương tính và ám điểm âm tính. Tức là ám điểm dương tính là bệnh nhân người ta tự người ta cảm thấy tôi thấy
có cái đám đen ở trước mặt tôi không nhìn được, xuyên qua đấy thì đấy là ám điểm dương tính. Cơ ám điểm âm tính tức là bệnh nhân không hề biết, mà chỉ bác sĩ khi thăm khám thì mới biết được bằng những cái dụng cụ chuyên khoa thì mới biết được là có tổn thương thị trường. Thì trong glaucoma nó hay là cái ám điểm âm tính, bệnh nhân không hề, người ta không hề biết, mà chúng ta phải đo, chúng ta phải làm thị trường chúng ta mới xác định được cái ám điểm của bệnh nhân. Cái tổn thương thứ ba là trường bán manh. Bán manh tức là mất của một phần của thị trường do tổn thương ở trên cái đường dẫn truyền thần kinh thị giác. Thì đây là cái sơ đồ của cái đường dẫn truyền thần kinh thị giác. Chúng ta thấy là mỗi một mắt phải hoặc mắt trái thì các sợi thần kinh nó sẽ tập trung thành hai bó lớn, là bó mũi là đi từ cái võng mạc ở phía mũi và nó sẽ cảm nhận ánh sáng từ phía thái dương. Thế còn bó thứ hai là bó thái dương có màu vàng đây, thì nó là một nửa võng mạc phía thái dương và nó cảm nhận ánh sáng đi từ phía mũi đi vào. Thì hai cái bó này nó chập với nhau, nó tạo thành dần cái thị giác và đi qua cái lỗ thị giác để vào trong sọ não nằm ở dưới nền sọ. Thì khi mà đến vào cái nền sọ rồi thì cái bó phía mũi này nó lại bắt chéo sang bên đối diện. Cái chỗ nơi bắt chéo giữa hai bó mũi này gọi là giao thoa thị giác, và nó nằm ở ngay trên qua trên hố yên, và nếu túi yên nó đè phát triển, nó đè lên thì nó sẽ gây tổn thương ở giao thoa thị giác. Tức là khi mà nó bắt chéo sang bên đối diện thì nó hợp với cả bó thái dương ở phía bên đối diện tạo thành giải thị giác. Giải thị giác này đến dừng ở cái thể gối ngoài, và từ thể gối ngoài này thì nó mới hết cái chặng neuron thứ nhất. Nếu cái chặng neuron thứ nhất chính là các tế bào hạch đi từ võng mạc qua dây thần kinh thị giác số 2, đi qua lỗ thị giác đi vào nền sọ và đi đến tận thể gối ngoài thì nó mới tận hết. Thế còn từ đây nó lại tiếp nối cái neuron thứ hai để đi dẫn lên trên sọ não đến vỏ não thùy chậm. Vỏ não thùy chậm thì nó rất là rộng, trong khi cái thể gối ngoài thì nó rất là nhỏ, cho nên là ở đây các sợi nó sẽ xòe rộng ra như cái quạt giấy, cho nên là chỗ này gọi là tia thị, nó xòe rộng ra thành như những cái tia sáng này, giống như cái quạt giấy. Chỗ cái gốc của nó đây chính là thể gối ngoài, và cái phần mở rộng nhất của nó đây chính là vỏ não thùy chậm. Thì trên cái con đường này nếu mà nó tổn thương, bị tổn thương ở vị trí thứ nhất, vị trí A này, tức là dây thần kinh thị thần kinh nó bị tổn thương, ví dụ như là bị chấn thương hoặc bị viêm thị thần kinh hậu nhãn cầu vân, thì nó sẽ làm cho cái mắt đấy không nhìn thấy gì nữa. Ví dụ đây là mắt phải thì làm cho mắt phải tối đen, và mắt trái nhìn bình thường, thì đây không phải bán manh, đây chỉ là bị tổn thương dây thần kinh thị giác thôi, không phải bán manh. Nếu mà bắt đầu từ tổn thương ở vị trí B này là giao thoa thị giác này thì bắt đầu có bán manh này. Ở B này là nó là hai cái bó phía mũi này nó bị tổn thương, cho nên là bệnh nhân không nhìn được về phía thái dương của cả hai mắt. Chỗ này người ta gọi là bán manh không đồng danh. Thế một bên thì bán manh mất về phía bên trái, bên này thì mất về phía phải, cho nên nó không cùng một bên, người ta gọi là không đồng danh, mà nó chỉ còn nhìn thấy phía mũi của cả hai mắt. Thế nếu thị trường tổn thương ở phía trên của giao thoa thị giác, tức là giải thị giác ấy, thì lúc này đã có sự bắt chéo rồi, cho nên nó sẽ có cái hiện tượng hình ảnh nó mất là phía phía thái dương của cái bên đối diện và mất phía mũi của cái đồng bên đấy. Thì cái này gọi là bán manh đồng danh. Thế nó ví dụ ở đây là cùng mất thị trường nhìn sang trái, còn thị trường nhìn sang phía phải vẫn còn, chính vì thế người ta gọi là bán manh đồng danh. Nếu tổn thương ở phía cao hơn, phía trên của thể gối ngoài, tức là ở chỗ tia thị, thì lúc này các sợi nó đã trải ra rộng, cho nên là cái tổn thương thường nó không hết toàn bộ mà nó chỉ mất một phần sợi thôi, một phần cái sợi dẫn truyền tổn thương, cho nên là nó vẫn là bán manh đồng danh, nhưng nó chỉ là 1/4, 1/8 hoặc 1/16 tùy theo cái bó tổn thương nó nhiều hay ít, nhưng nó không mất hoàn toàn như là bán manh ở chỗ giải thị giác thì nó sẽ mất hoàn toàn một nửa. Nhưng mà nếu tổn thương ở cái vỏ não thùy chậm thì chúng ta thấy là có hiện tượng bán manh đồng danh, nhưng mà nó vẫn còn một phần ở trung tâm. Cái này bởi vì cái sợi khe cựa nó nằm sâu nên ít khi bị tổn thương. Khi mà có tổn thương ở vỏ não thùy chậm thì nó tổn thương ở phía bề mặt, nhưng như thế mà nó vẫn còn bảo tồn ở cái bó trung tâm ở đây. Đấy là sơ bộ một chút về cái thị trường động, là cái mà bây giờ chúng ta cũng ít làm, tuy nhiên là chúng ta
nắm được cái nguyên lý của nó, nguyên tắc của nó thế, thì khi nó đọc những cái thị trường khác chúng ta sẽ vững vàng hơn. Thì bây giờ chủ yếu là chúng ta sử dụng thị trường kế tĩnh. Thì thị trường biến động, ưu điểm của nó là cái mục đích chính của thị trường động là nó để nó đánh giá cái giới hạn ngoài của thị trường, để chúng ta nhìn xem bệnh nhân này có bị thu hẹp thị trường hay không. Thế còn thị trường tĩnh này, thì nó lại đánh giá là cái cảm thụ võng mạc ở bên trong thị trường, tức là nó xác định cái ám điểm, xem là trong cái vùng bên trong thị trường đấy có vùng nào bệnh nhân nhìn tốt, vùng nào bệnh nhân nhìn kém, vùng nào không nhìn thấy gì cả. Thì mục đích của cái này chính là để đánh giá cái ám điểm là chính. Thì cái nguyên lý đo thị trường tĩnh là thế này, người ta muốn đo cái cảm thụ võng mạc thì nó sẽ chia võng mạc ra thành những khu vực nhỏ. Thế và sau đó chúng ta sẽ đo một điểm ở trong một cái khu vực nhỏ đấy, và cái kết quả đo cảm thụ võng mạc đấy là sẽ gán cho toàn bộ cái khu vực đó. Thế trong một ô này chúng ta đo một điểm thôi, và cái điểm đấy được bao nhiêu người ta gán cái giá trị nó cho toàn bộ cái ô đấy. Thế như vậy là nếu mà chúng ta càng chia được thành nhiều ô, kích thước của mỗi ô càng nhỏ thì cái phép đo nó càng chính xác. Tuy nhiên thực tế thì nó không phải như vậy, bởi vì khi chúng ta chia làm quá nhiều ô nhỏ, cái số lượng ô thử nó tăng lên, làm cho thời gian thử nó kéo dài ra, và dẫn đến là bệnh nhân người ta mệt mỏi và người ta lại trả lời không đúng. Đấy, chính vì vậy mà chúng ta cũng chia cái ô ở mức độ vừa phải. Đấy, nếu mà nó nhỏ quá thì cũng làm cho cái việc phép đo nó lại chưa chính xác, bởi vì bệnh nhân người ta mệt mỏi. Đấy, còn nếu mà chúng ta chia ô lớn quá thì đương nhiên là nó sẽ không chính xác. Đấy, thì sau khi mà đã thử nghiệm ở rất nhiều những cái đối tượng khác nhau, cuối cùng người ta quyết định chia cái vùng thị trường mà chúng ta đo được thành những cái ô có cái kích thước là những ô vuông kích thước tương đương là cái 6 độ của thị trường. 6 độ của thị trường, từ đây từ 0 độ là trung tâm, ta nhìn vào mỗi phía 30 độ thì ta chia ra làm 5 ô. Đấy, như vậy mỗi ô tương đương với 6 độ, và tổng cộng trên 4 khu vực, trên dưới trong ngoài này, thì chúng ta sẽ có 78 ô. Đấy. Và kết quả đo thị trường, đây là các vị trí, đây là chia 6 độ một ô. Đấy, tương đương với 6 độ một ô. Đấy, và cái kết quả đo thị trường người ta sẽ ghi bằng cái cảm thụ võng mạc là cái cường độ sáng yếu nhất mà bệnh nhân có thể nhìn thấy, đổi ra decibel. Tức decibel là cái đơn vị đo cường độ ánh sáng. Thế còn cái aspotip này là cái đơn vị đo cường độ ánh sáng, là ánh sáng mạnh hay ánh sáng yếu đây. Ánh sáng mạnh thì là 10.000, còn yếu nhất thì là 0.1. Đây là cái trong cái máy đo thị trường nó sử dụng cái giải bằng người này thôi. Và nên trên thực tế thì có thể có những cái giải nó rộng hơn, cao hơn thế này, nhưng trong thị trường nó chỉ sử dụng cho cái máy đo thị trường, cái giải ánh sáng nó dùng chỉ có thế này thôi. Tức là với cái cường độ ánh sáng mạnh mà bệnh nhân mới nhìn thấy thì là cái cảm thụ võng mạc nó yếu. Đấy, tính thì ngược lại, nếu mà cường độ ánh sáng thấp mà bệnh nhân cũng nhìn thấy thì cảm thụ võng mạc nó cao. Đấy. Và cái công thức quy đổi từ apostip là cường độ ánh sáng ra decibel cảm thụ võng mạc đây, trên cái thang này. Đấy, cái thang này ví dụ như là với bệnh nhân mà nhìn thấy là 100 apostip thì tương đương với cả là 20 decibel, nếu mà nhìn thấy 10 apostip thì tương đương 30 decibel, và dựa vào công thức này chúng ta sẽ tính ra được cái cảm thụ võng mạc thì bằng âm 10 lần logarit của cường độ ánh sáng chia cho 10.000. 10.000 là cái cường độ ánh sáng mạnh nhất đã được sử dụng trong máy. Sau khi chúng ta đo thị trường thì máy nó sẽ hiển thị ra cho chúng ta cái kết quả. Đây chính là cái cảm thụ võng mạc của cái điểm, một cái điểm mà máy nó thăm dò. Đây chính là kết quả của những cái điểm mà máy nó thăm dò. Ở đây chúng ta có 78 điểm. Mỗi một điểm có giá trị như là 25, 27, 31. Đây chính là decibel. Đây là macula program, tức là nó chỉ đo có 10 độ trung tâm thôi, hoặc là 5 độ trung tâm thôi, thì tập trung vào khai thác chỉ ở vùng hoàng điểm trong những trường hợp mà bệnh nhân có thị trường thu hẹp, hoặc là trong trường hợp mà muốn phát hiện sớm bệnh glaucoma thì chúng ta có thể làm cái test này.
Đây là cái máy đo thị trường Humphrey. Chỗ này là chỗ ngồi của bệnh nhân. Bệnh nhân sẽ để cằm ở đây và chúng ta có thể đặt cái kính để cho bệnh nhân có thị lực tốt nhất. Và máy sẽ chiếu những cái chập sáng ở trên cái chảo này, cái hình chảo này. Nhưng còn chỗ này là cái bảng điều khiển, cái màn hình điều khiển của kỹ thuật viên. Và đây là cái con chuột để bệnh nhân cầm tay. Khi máy nó chiếu một điểm sáng, bệnh nhân nhìn thấy thì người ta sẽ bấm chuột này để báo hiệu cho máy biết là tôi có thấy. Còn nếu mà bệnh nhân không nhìn thấy thì người ta sẽ không bấm. Hoặc đôi khi máy nó cũng không chiếu mà nó cứ giả vờ đấy là có chiếu để xem bệnh nhân người ta có bấm một cách vô ý thức hay không. Đây cái màn hình điều khiển. Trên này có những cái chương trình mà chúng ta hay sử dụng. Đấy. Thì những cái tiến trình mà đánh giá cảm thụ của mạch, mình làm nào mà đánh giá được để ra cái kết quả là độ cảm thụ là 30 decibel hay là 25 decibel vân, thì người ta sử dụng những cái tiến trình có bốn loại tiến trình. Tiến trình đơn giản nhất là screening, là nhận biết thôi là có hay không, thì người ta sẽ chiếu, máy nó sẽ chiếu cái cường độ ánh sáng mạnh nhất, tức là khoảng độ 10.000 acoustic. Nếu bệnh nhân nhìn thấy bấm chuột thì là máy nó ghi nhận là có thấy, và nếu không thì không thấy, nó sẽ, và cuối cùng nó sẽ in ra chúng ta cái bảng là trên đây có những chấm đen trắng. Đen là vùng không nhìn thấy và trắng là vùng có nhìn thấy. Thì cái này cũng rất là ít giá trị nên chúng ta cũng không làm nữa. Bây giờ chủ yếu là chúng ta phải phát hiện cái ngưỡng cảm thụ. Thì muốn phát hiện ngưỡng cảm thụ, người ta sẽ dùng một cái thuật, một cái loại tiến trình là tên là threshold. Threshold là dịch ra tiếng Việt thì nó là ngưỡng. Tức là chúng ta dùng cái tiến trình là threshold để đánh giá cái ngưỡng nhìn của bệnh nhân. Thì cái tiến trình thì nó làm thế nào? Tiến trình này nó theo cái nguyên lý là 442, có nghĩa là lúc đầu máy nó sẽ chiếu cả cái cường độ ánh sáng mạnh. Nếu bệnh nhân nhìn thấy thì máy nó sẽ giảm cái cường độ ánh sáng đi tương đương với 4 decibel. Nếu bệnh nhân tiếp tục nhìn thấy thì nó giảm cường độ ánh sáng đi tương đương với 4 decibel nữa. Đấy, thì đấy là ví dụ đây, lúc đầu người ta một điểm có cường độ ánh sáng mạnh đang nhìn thấy là màu vàng, là bệnh nhân có anh thấy, máy nó sẽ chiếu cái điểm tiếp theo với cường độ ánh sáng vẫn là cái vẫn là, xin lỗi, không phải điểm tiếp theo, vẫn là cái điểm đấy, nhưng mà một lúc sau nó quay lại, nó sẽ đi tham khảo một những cái điểm khác, sau một lúc sau nó quay lại cái điểm đấy, nhưng mà nó chiếu lúc này cái cường độ ánh sáng đã thấp hơn tương đương với 4 decibel. Sau đó bệnh nhân, nếu bệnh nhân nhìn thấy, nó ghi nhận lại rồi nó lại đi thăm dò những điểm khác, sau một lúc sau nó lại quay lại cái điểm này, tránh cái hiện tượng là dư ảnh ở trên võng mạc. Sau đó nó sẽ chiếu cái cường độ sáng thấp hơn cái cường độ sáng lần trước 4 decibel. Nó cứ giảm dần như vậy cho đến khi nào mà đến một cái ngưỡng là bệnh nhân không nhìn thấy nữa. Đấy. Như vậy là cái giá trị nhìn của bệnh nhân nó sẽ nằm ở giữa hai cái giá trị này. Giá trị này là giá trị cuối cùng bệnh nhân có thể nhìn thấy, và giá trị này là giá trị không, bệnh nhân không nhìn thấy nữa. Như vậy là cái ngưỡng nhìn nó sẽ nằm ở giữa đây. Để tìm chính xác cái ngưỡng đấy, máy sẽ đưa một cái test là tăng cái cường độ ánh sáng lên. Tương đương học phí cho bạn. Tương đương với cả 2 decibel. Thì nếu mà bệnh nhân vẫn không nhìn thấy, thì như vậy có nghĩa là ngưỡng nhìn nó sẽ nằm giữa cái điểm này và điểm này, và chia đôi ra. Như vậy sai số ở đây nó sẽ là 1 decibel. Thế còn nếu mà trừ điểm cuối cùng là tăng lên 2 decibel, bệnh nhân đã nhìn thấy ngay rồi, thì cái ngưỡng nhìn nó sẽ nằm giữa hai cái điểm này. Đấy. Vậy là sai số của phép đo này là 1 decibel. Đấy, đây là một phép đo mà có cái độ chính xác rất là cao. Tuy nhiên là thời gian nó làm rất là lâu. Cho nên là bệnh nhân thường mệt mỏi, và bây giờ người ta hạn chế sử dụng cái threshold với cái tiến trình này. Mặc dù đây là cái tiến trình mà cho cái ngưỡng nhìn chính xác nhất và coi như là chuẩn để đánh giá những cái tiến trình khác, thì bây giờ người ta nghiên cứu ra những cái tiến trình khác thì người ta sẽ tìm xem là nó có tương đương ở cái threshold này không, và nếu nó tương đương hoặc gần tương đương thì người ta sẽ sử dụng những cái tiến trình khác đấy mà để thay thế cho cái full threshold này. Vì full threshold là cái độ chính xác cao trong thời gian nó rất là lâu. Thì cái tiến trình thứ hai mà máy nó cũng hay sử dụng đấy là tiến trình fast buck thì nó cũng tương tự như full threshold thôi, nhưng mà nó theo nguyên lý là bước 3. Tức là cứ giảm dần 3 decibel. Đấy. Lúc đầu là cường độ ánh sáng rất là mạnh để bệnh nhân nhìn thấy. Sau đó thì cường độ ánh sáng giảm dần tương đương với mức 3 decibel. Thì cường độ ánh sáng giảm dần thì có nghĩa là cái ngưỡng nhìn nó càng tăng dần. Đấy. Và đến khi nào mà bệnh nhân không nhìn thấy nữa. Đấy.
thì cái cường thì cái ngưỡng nhìn của nhân sẽ là giá trị điểm giữa của hai cái vị trí này, vị trí cuối cùng mà giá trị nhìn thấy và cái giá trị mà bệnh nhân không nhìn thấy, thì nó sẽ cộng vào chia đôi, chia trung bình cộng thì nó sẽ ra là cái ngưỡng của cái test passback. Vậy test passback thì nó cũng sẽ nhanh hơn khoảng độ 30% thời gian so với cả cái full ultrasound. Và cái tiến trình mà được sử dụng phổ biến hiện nay đấy là tiến trình CITA, viết tắt của cái chữ này Swedish Interactive Thresholding Algorithm, thì nó chính là cái tiến trình mà đánh giá cái ngưỡng nhìn của cái tác giả người Thụy Điển. Cái nhóm tác giả này người ta đưa ra cái một cái nguyên lý, tức là người ta sẽ đo cái giá trị nhìn dựa vào những cái giá trị của những điểm đã biết. Thứ đầu người ta sẽ đo bốn cái vị trí cơ bản của bốn góc, hoàn toàn sử dụng test full threshold để xác định bốn cái vị trí cơ bản. Sau khi xác định bốn vị trí cơ bản rồi thì những cái vị trí bên cạnh nó người ta sẽ xác định bằng cách là người ta sẽ gán cho nó cái giá trị tương đương hoặc là trung bình cộng của những điểm đã biết, chứ không bắt đầu từ cái... chứ còn nếu mà đối với test full threshold thì người ta sẽ bắt đầu tất cả như nhau hết, đều từ điểm thấp nhất mà lên cao dần, từ thấp nhất lên cao dần nó sẽ mất nhiều thời gian. Thế còn với cả cái CITA thì nó sẽ dựa vào những điểm đã biết để chúng ta bắt đầu từ cái giá trị mà nó gần nhất cái điểm mà đã biết đấy, sau đó thì chúng ta giảm dần, nếu bệnh nhân nhìn thấy thì có nghĩa là giảm tiếp, còn nếu không nhìn thấy thì nó lại tăng dần lên đấy. Thì cho nên là nó không phải bắt đầu đi tất cả từ cái điểm thấp đấy, cho thời gian làm một cái test CITA nó sẽ nhanh hơn so với cả cái test full threshold rất nhiều, và cái độ chuẩn xác của nó cũng có thể gọi là người ta gọi có thể so sánh được với cả cái test full threshold. Và trong những cái phần mềm mà phân tích tiến triển thị trường GPA đấy, thì người ta có thể sử dụng cả hai những cái lần đo, sử dụng cái test threshold cũng được mà test CITA cũng được, máy nó đều chấp nhận và nó dùng hai cái đấy để so sánh nhau như là cùng một chuẩn. Thì bây giờ cái phần đánh giá cái kết quả thị trường thì đây là cái phần mà nó cũng tương đối là trừu tượng, tuy nhiên là nó không phải là khó khăn lắm nếu mà chúng ta nắm được những cái nguyên tắc của nó. Để mà đọc được một cái bản in thị trường thì đây là cái kết quả bản in thị trường sau khi kỹ thuật viên người ta làm xong, người ta đưa cho chúng ta. Thì nhiệm vụ chúng ta phải phân tích là thị trường của bệnh nhân này là có tổn thương hay không, và nếu có thì đấy là bệnh lý gì. Thì để đọc kết quả thị trường thì tôi sẽ chia ra làm 8 khu vực và chúng ta sẽ lần lượt đi từng khu vực một. Đấy, khu vực số 1 gọi là cái phần hành chính. Thì trong cái phần hành chính này chúng ta lưu ý là chúng ta sử dụng đây là cái test này là test gì, là cái strategy này, là cái tiến trình đánh giá này là tiến trình gì, là full threshold hay là CITA vân vân. CITA nó có là CITA fast rồi CITA standard. Thì hiện nay để mà đánh giá thị trường của bệnh nhân glaucoma thì chúng ta tiêu chuẩn là chúng ta dùng CITA standard. Đấy, là cái chuẩn để chúng ta đánh giá thị trường bệnh nhân glaucoma. Thế còn chúng ta dùng CITA fast thì chỉ có tác dụng là để sàng lọc thôi, mặc dù thời gian nó ngắn hơn nhưng mà độ chính xác nó không thấp, nó thấp. Thế còn nếu chúng ta dùng full threshold thì rất tốt nhưng mà thời gian nó lâu, cho nên là người ta dùng CITA standard, coi như đấy là cái chuẩn để mà đánh giá thị trường trong bệnh glaucoma. Rồi chúng ta nhìn xem là sử dụng test gì. Đấy, stimulus 3 la mã này có nghĩa là đường kính 2 mm, xem lại trong cái slide trước ấy, màu của test là màu white, cái màu trắng. Đường kính đồng tử là 2.5. Những trường hợp mà đồng tử co hoặc giãn thì đều ảnh hưởng đến thị trường nhé. Thị lực của bệnh nhân, đấy, mức thị lực, rồi khúc xạ của bệnh nhân, ngày làm thị trường, thời gian làm, đấy, tuổi của bệnh nhân, đấy. Thì đấy là những cái thông số gọi là hành chính để chúng ta xác định, để chúng ta ghi nhận. Xong rồi sau khi đọc xong cái phần hành chính này thì chúng ta chuyển sang cái phần ô thứ hai này. Ô thứ hai này nó chính là những cái kiểm tra về độ chính xác hoặc là cái sự hợp tác của bệnh nhân xem làm thị trường có tốt hay không. Nếu mà bệnh nhân làm thị trường mà tốt, không có những sai số thì cái giá trị là thị trường này nó có ý nghĩa. Còn nếu mà bệnh nhân có rất nhiều sai số và là bệnh nhân làm thị trường không tốt thì những cái giá trị dưới này nó cũng không có giá trị gì, không có giá trị gì cả. Thì trong cái ô số 2 chúng ta thấy có những cái gì. Thứ nhất là cái fixation losses, có nghĩa là cái mất cố định. Cái mất cố định này chúng ta thấy có một cái phân số, trên này phân số trong mẫu số là số lần mà máy nó thử, và tử số là số lần mà bệnh nhân trả lời sai. Đấy, thì đấy là
Ví dụ ở trường hợp này là 0 trên 24, có nghĩa là máy nó thử 24 lần nhưng lần nào bệnh nhân nói cũng đúng, có nghĩa là bệnh nhân này là cố định mắt rất là tốt. Thì làm nào mà máy nó phát hiện được là mắt cố định hay không cố định? Thì nó kiểm tra dựa vào cái điểm mù. Tại lúc đầu nó xác định vị trí điểm mù, điểm định thị, điểm mù. Sau đó thỉnh thoảng nó chiếu vào một chỗ điểm mù đấy. Nếu bệnh nhân lại nhìn thấy thì nó hiểu là điểm mù đã di chuyển và bệnh nhân đấy là mắt cố định. Thì cái sai số thứ hai là cái fail positive error, tức là sai số dương tính giả. Dương tính giả tức là cái số lần mà bệnh nhân vẫn cứ trả lời khi mà máy nó không chiếu cái điểm sáng mà bệnh nhân vẫn trả lời là có, thì người ta gọi là dương tính giả. Thì cái tỷ lệ mà mất cố định nếu dưới 20% thì là chấp nhận được. Thế còn từ 20 đến 30% thì là vẫn có thể chấp nhận được nếu như mà bệnh nhân được xác định là nhìn tương đối tốt. Thế còn nếu mà bệnh nhân đảo mắt liên tục, tỷ lệ mất cố định trên 33% thì cái kết quả là không đáng tin cậy, thì chúng ta phải cho bệnh nhân làm lại. Thông thường ấy thì làm lại chúng ta cũng nên làm vào ngày hôm sau, khi mà người ta đã được nghỉ ngơi, tránh hiện tượng nó mệt mỏi nếu chúng ta làm liên tục. Thì đối với cả cái dương tính giả là những cái tỷ lệ bệnh nhân trả lời là có khi mà máy nó không chiếu cái điểm sáng. Như vậy là máy những cái điểm mà bệnh nhân không nhìn thấy thì nó vẫn bấm, nên là cái kết quả thị trường nhìn nó sẽ có vẻ như là đẹp hơn cái giá trị thật. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn trên cái mẫu số, tử số và mẫu số thì chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ mà sai số nó cao trên 25% thì cũng là không đáng tin cậy. Thế còn nếu mà dưới 10% thì là tốt, bệnh nhân bấm tốt. Còn từ 10-25% thì cũng có thể chấp nhận được. Nhưng tuy nhiên chúng ta thận trọng khi đọc kết quả, đặc biệt là trong khi tình huống đang nghi ngờ là có tổn thương hay không có tổn thương thì chúng ta không nên kết luận vội vàng nếu như mà cái sai số dương tính giả nó cao. Còn nếu mà trên 25% thì là không đáng tin cậy, và chúng ta phải giải thích lại cho bệnh nhân là bệnh nhân bác đừng sợ. Nhưng nhiều khi người ta cứ sợ là không bấm thì bác sĩ sẽ mổ mắt chẳng hạn, cho nên cứ bấm bừa đi. Thế cái sai số thứ ba đây là cái fail negative error, tức là cái sai số âm tính giả. Âm tính giả thì nó lại là máy nó có chiếu những điểm sáng nhưng mà bệnh nhân lại không bấm, mặc dù trước đấy tại cái vị trí đó người ta có nhìn thấy, bây giờ tôi lại chiếu lại ở vị trí đó người ta lại không nhìn thấy, thế là máy nó sẽ kiểm tra bằng cách như vậy. Và trường hợp này sẽ gặp khi mà bệnh nhân mệt mỏi, người ta chán, người ta không muốn làm nữa rồi, thì sẽ dẫn đến những cái hình thái là cái phone negative này nó cao lên. Nếu mà dưới 10% thì là tốt, trên 20% là không đáng tin cậy, cần phải làm lại. Và từ khoảng 10-25% thì có thể chấp nhận được. Đấy. Vậy là sau khi mà chúng ta nhìn ở cái khu vực số 2 này là tất cả những sai số này ở mức độ có thể chấp nhận được, tức là hoặc là không có sai số gì, thì chúng ta tiếp tục đọc đến khu vực thứ 3. Đấy, khu vực thứ 3 này chính là cái grayscale, tức là cái thang màu xám đấy. Trên cái thang màu xám này nó sẽ thể hiện theo cái thang decibel. Đấy. Nếu mà cái decibel mà càng cao thì cái màu nó càng trắng. Ví dụ ở đây chúng ta là decibel là từ 41 đến 50 decibel thì nó trắng tinh. Đấy. Còn nếu mà từ 36 đến 40 decibel thì nó chỉ có một vài chấm nhỏ thôi. Từ 31 đến 35 decibel thì nó có chấm nó dày hơn. Đấy. Và từ 26 đến 30 thì chấm nó như thế này. Và bệnh nhân của chúng ta thông thường nó khoảng độ những cái mắt bình thường ấy, nó loanh quanh khoảng độ 28-30 decibel thì nó sẽ nằm. Chủ yếu cái thị trường ra nó có màu như thế này. Thế còn nó thấp hơn thì nó tối dần. Đấy, và đến ở cái mức là chỉ còn khoảng dưới 10 decibel thì thị trường nó hầu như màu đen, mà nó chỉ có một ít, một cái vài chấm trắng nhỏ. Còn nếu mà bằng không thì nó là màu đen tuyền. Thì ở đây chúng ta thấy là điểm mù ra này, nó bằng không, nó màu đen tuyền này. Còn những cái vùng này thì nó giảm, thì nó có cái sự giảm cảm thụ bóng mạc. Nếu mà chúng ta nhìn đến những cái vệt đen ở trong cái thang grayscale này thì chúng ta có thể nghi ngờ rằng đấy có phải là ám điểm hay không. Nhưng mà để biết được chắc nó có phải ám điểm hay không thì chúng ta phải nhìn xuống dưới dựa vào cái thang total deviation và cái pattern deviation này. Trên cái thang total deviation này, chúng ta nhìn thấy nó toàn là những cái điểm có dấu trừ thôi. Ở đây nó chính là sự thể hiện sự chênh lệch giữa cái giá trị nhìn của bệnh nhân
tính theo so với người bình thường ở cùng lứa tuổi. Ví dụ ở đây hai cái ô này, hai cái điểm trên này, tôi thấy là đều âm 5 âm 5, có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là chúng ta nhìn lên cái ô số 8 này, cái giá trị của bệnh nhân này đo là 17, nhưng mà nó là âm 5, có nghĩa là người bình thường ấy, là nó phải là bằng 17 cộng 5 tức là bằng 22. Thế nhưng mà bệnh nhân thấp hơn cái mức bình thường đấy, cho nên là người ta bằng 17 trừ 22 tức là bằng âm 5. Tương tự như thế ở phía này là âm 2, âm 4, có nghĩa là ở phía này nó cũng thế, nó là 21, 23, 23, phía bên này là 23, thì giá trị ở đây bệnh nhân là âm 2, âm 4, tức là nó sự sụt giảm so với người bình thường ở trong cùng một cái lứa tuổi đấy, là ô số 4 này. Tuy nhiên thì cũng có lúc mà khi mà nó bằng người bình thường thì nó sẽ là số 0 đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên cũng có lúc là số dương, tức là nó nhìn cái mắt đấy người ta nhìn tốt hơn người bình thường. Thì nhìn tốt hơn thì cũng không phải bệnh lý, chúng ta chỉ quan tâm đến số âm thôi. Tức là chính là trung bình cộng của tất cả những cái điểm trên thang total deviation này sẽ ra cái MD đấy. Tí nữa chúng ta sẽ nói về cái MD. Tức là dưới đây đấy là cái thang kiểm, cái thang kiểm định của total deviation, có nghĩa là kiểm định với cái gì? Là người ta đánh giá cái sự khác biệt của bệnh nhân với người bình thường ở cùng lứa tuổi này, thì cái sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê hay không. Ví dụ ở đây là âm 5, có nghĩa là của bệnh nhân là 17, còn của người bình thường là 22. Như vậy cái sự khác biệt giữa 17 và 22 đấy thì là nó là khác biệt rồi đúng không ạ? Nhưng mà cái sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê hay không, và nếu có thì bằng bao nhiêu, thì nó thể hiện ở đây. Đấy, này. Nếu mà cái sự khác biệt không có nghĩa thống kê thì nó chỉ là một dấu chấm thôi, có nghĩa là coi như là cái này có là không có phải rõ cái hiện tượng bệnh lý, vì sự khác biệt này là không có nghĩa thống kê. Đấy, thế còn nếu sự khác biệt có nghĩa thống kê với cái mức mà nhỏ hơn 0,5% thì có nghĩa là cái điểm đấy nó sẽ làm cái chấm màu đen hình vuông đen kịt. Thế còn nếu mà nhỏ hơn 1%, nhưng mà tức là từ 0,5 đến 1% thì là nó sẽ cái điểm màu đen thì có chấm trắng ở giữa. Thế còn từ 1 đến 2% thì là cái chấm trắng ở giữa nó rộng hơn, và nếu mà nhỏ hơn 5% thì là nó chỉ là 4 cái chấm vuông liền nhau này, và nếu mà lớn hơn 5% thì là nó chỉ là một chấm đen ở đây. Như vậy chúng ta nhìn những cái điểm mà có một chấm đen này thì chúng ta hiểu đấy là bình thường. Thế còn nếu mà những cái điểm mà nó cái ô vuông đen thì là bất thường, là so với người bình thường thì là bất thường. Và cái ý nghĩa là cái giá trị bất thường này nó có ý nghĩa thống kê với cái độ tin cậy là 30%, thì dựa vào cái màu sắc của nó màu càng sáng thì là cái ý nghĩa thống kê nó càng, sự khác biệt nó càng không, nó càng thấp. Thế còn nó càng đen, thậm chí là đen kịt thì sự khác biệt với ý nghĩa thống kê là càng cao. Vậy là trên cái thang total deviation này thì chúng ta thấy là như vậy, là những cái sự suy giảm ở đây nó có thể bao gồm những yếu tố khác, và ngoài cái việc tổn thương của bệnh lý võng mạc thì nó có thể có ví dụ như sẹo giác mạc, đục thủy tinh thể vân vân, thì nó đều làm giảm cái lượng ánh sáng vào mắt, và nó đều làm giảm cái giá trị của độ cảm thụ võng mạc chúng ta đo được. Chính vì vậy mà người ta phải đưa ra cái thuật toán để xác định cái pattern deviation này. Đấy. Cái pattern deviation này chính là cái sự khác biệt mà đã được hiệu định bằng cách là người ta sử dụng những cái 7 cái điểm mà có giá trị thấp nhất, và lấy cái giá trị cao nhất trong cái 7 điểm đấy để làm cái gọi là cái tổn thương hiệu định, để gắn cái giá trị đấy cho cái giá trị của đục môi trường trong suốt, và sau đó thì tất cả các điểm còn lại nó sẽ cộng thêm cho nó một cái lượng tương đương cả cái giá trị mà của cái điểm số 7 đấy, và như vậy là cái thị trường ở đây nó sẽ được cộng thêm so với cả bên này. Và như vậy chúng ta nhìn thấy là tất cả các con số đều tăng lên, và khi so với cả người bình thường cùng lứa tuổi thì nó hầu như nó trở về bình thường. Này, có nghĩa là có những người mà chúng ta nhìn thấy thị trường bên total deviation này nó tổn thương rất nhiều, nhưng mà sang cái pattern deviation này nó lại không tổn thương nữa, thì có nghĩa là những cái tổn thương bên này là hoàn toàn do cái môi trường trong suốt thôi, còn bên này mới là cái tổn thương thực sự của võng mạc. Và nếu như có tổn thương võng mạc thì bên này chúng ta sẽ thấy là có những cái điểm tổn thương tương ứng với là 5%, 2%, 1% hay là 0,5%. Là thế. Đây là thang total deviation. Đây là thang pattern deviation. Có những cái vùng tổn thương trên cái thang total deviation là nó có tổn thương, nhưng sang thang pattern deviation
thì có thể có những cái vùng nó mất đi, ví dụ phía dưới này đây là nó mất đi, nhưng mà phía góc này thì vẫn còn. Như vậy những cái tổn thương ở phía dưới này là không phải do bệnh lý võng mạc, mà nó do chủ yếu là do vận động môi trường trong suốt thôi, còn cái khu vực này mới là tổn thương của võng mạc đấy. Đấy, sau đó chúng ta nhìn sang cái vùng số 6. Vùng số 6 này nó chính là những cái giá trị thống kê, cái con số thống kê được. Trong đó có MD là nó là trung bình cộng của các điểm ở trên thang total deviation. Và sau đó người ta sẽ so sánh cái giá trị này với người bình thường. Người bình thường thì nó cái MD này nó rất là thấp. Đấy, nó chỉ khoảng 0.5 đến 1 thôi, 0.5. Thế mà cái sự khác biệt này nó có ý nghĩa thống kê với mức P bằng bao nhiêu thì đó, máy nó sẽ in ra cho chúng ta. Cái P ở đây có nghĩa là cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê hay không. Nếu không có khác biệt, không ý nghĩa thống kê thì thường nó không in cái P này ra. Bây giờ ví dụ như người ta đấy MD của bệnh nhân, một bệnh nhân nào đấy bằng âm 0.2 chẳng hạn, thì nó sẽ không có cái P đi cùng, thì có nghĩa là cái giá trị 0.2 đấy là sự khác biệt đấy nó không có ý nghĩa thống kê. Cái PSD là cái phương sai, là cái bình phương của những cái sự chênh lệch. À, rồi chia trung bình cộng ra, và cũng tương tự như thế, nó cũng có cái giá trị P là so sánh với cái người bình thường. À, và cái ý nghĩa thống kê của nó bằng bao nhiêu. Thế còn cái SF là cái short term fluctuation ấy, là cái sự chênh lệch giữa hai lần đo của cùng một điểm. Tức là ở một điểm này tôi đo lúc này thì nó được 26, lần sau đo lại 22, lại 22. Đấy. Thì máy nó sẽ ghi cả hai. Máy nó ghi cả hai, và những cái này nó sẽ ghi nhận là những cái SF, là những cái sai lệch. Thì SF thì nó, nếu mà SF mà ít thì chúng ta có thể dùng, thì chúng ta dùng cái phương sai tính theo là PSD là tốt. Nhưng mà SF nó cao, tức là chúng ta cần phải dựa theo cái CPSD, tức là cái phương sai mà tính theo hữu đúng, thì nó mới có cái độ chính xác tốt hơn. Một cái test nữa rất quan trọng ở trong cái đánh giá glaucoma đấy là test glaucoma Hemifield test, viết tắt là GHF đấy. Thì cái test glaucoma Hemifield này tức là nó so sánh hai nửa thị trường xem có sự bất thường giữa hai nửa thị trường qua cái đường ngang, là cái đường gọi đường chân trời đấy. Thì trong bệnh glaucoma, tức là giai đoạn sớm thôi, thì thường nó tổn thương ở một nửa của thị trường, một nửa, và cho nên là nó sẽ có sự khác biệt giữa hai nửa. Thế còn ở giai đoạn muộn thì nó tổn thương hết thì không nói, thì cái này là dễ. Nhưng mà ở giai đoạn sớm của bệnh glaucoma, hai nửa nó thường là nó không giống nhau, thì người ta sẽ so sánh hai nửa để phát hiện ra những cái tổn thương sớm. Rồi để so sánh, người ta sẽ chia ra võng mạc thành những cái sector, cho những cái khu vực. Đấy, khu vực 1, khu vực 2, khu vực 3, khu vực 4, khu vực 5. Và đối chiếu nó sẽ là 1, 2, 4, 5 ở phía dưới. Người ta sẽ so sánh cho từng cái sector, chứ không người ta không so sánh cho từng điểm. Và cái giá trị so sánh đấy nó sẽ có ý nghĩa thống kê hay không, thì máy nó sẽ thể hiện ra chúng ta là nếu mà nó ghi là test glaucoma Hemifield test là between normal limit, nghĩa là bình thường. Đấy, GHT mà outside normal limit nghĩa là bất thường. Thế còn borderline là ranh giới, và GHT là general reduction of sensitivity, có nghĩa là có giảm cảm thụ tỏa lan. Tất các điểm nó được giảm mà khá là bằng nhau. Thì thường cái này hay gặp trong những cái vận đục, những cái đục của môi trường trong suốt. Đấy, hoặc là kết quả là lao patient reliability, có nghĩa là bệnh nhân có cái độ tin cậy thấp, hoặc là abnormal high sensitivity, có nghĩa là nó bất thường nhưng lại cao hơn mức bình thường. Thì tất cả thụ nhân này rất là cao. Thế và sau khi nhìn thấy toàn bộ 7 khu vực này, chúng ta quay trở về khu vực số 8. Chúng ta nhìn ở cái khu vực số 8 này thì đa phần là những con số nó ít cái, làm cho chúng ta rất ít cái giá trị trực quan. Tuy nhiên cái khu vực này nó chính là khu vực mà đưa ra những cái tổn thương hoặc là những cái hình ảnh của các khu vực khác. Đây chính là cái gốc đấy. Nhưng mà nhìn lên là thấy rất ít thông tin, nên chúng ta chỉ cần nhìn liếc qua hàm ý thôi. Đấy. Ở đây tôi đưa ra, sau khi mà nói qua như thế, tôi sẽ đưa ra một cái ví dụ về một cái trường hợp thị trường. Ở đây chúng ta máy đã chọn ra chúng ta một số cái hình ảnh này với một cái bệnh nhân này. Đấy, và trước hết là nhìn vào cái những cái độ tin cậy của bệnh nhân đã, là cái fixation loss thì mất cố định này là 1/28, vậy là rất là tốt đúng không ạ, dưới 10%. Cái giá trị âm tính giả 0/17, dương tính giả thì là 0/12, thế là bệnh nhân này là hợp tác làm rất là tốt, kết quả này nó đáng tin cậy. Chúng ta nhìn vào đây,
Nó thấy là trên cái thang màu xám này thì cái nửa cái trên này có vẻ tối, đen đen, và đặc biệt là có một cái vùng đen đen thẫm này. Có thể đây là một cái ám điểm, có thể thôi, để mà biết nó có ám điểm hay không. Thì chúng ta nhìn sang cái thang này, thang là total deviation, thì ta thấy các những cái điểm đây là có tổn thương rõ rệt so với người bình thường ở cùng lứa tuổi, đúng không ạ? Sau đó nó nhìn sang cái thang bên này là pattern deviation. Thế sau khi đã lọc hết những yếu tố môi trường trong suốt thì những tổn thương này nó vẫn tồn tại. Có thể đây là tổn thương thực sự của võng mạc, tổn thương thực sự của võng mạc trên bệnh nhân này, thì đây chứng tỏ chỗ này chính là một cái ám điểm thực sự. Đấy, thì đồng thời ta thấy MD là bằng âm 6,58 và có mức P nhỏ hơn 0,5, đây là cái sự này là bất thường có ý nghĩa thống kê. P nhỏ hơn 0,5, đây là độ chính xác của nó là 99,5%. PSD thì là cũng thế, là 9,48, và nó là sự khác biệt là có P có ý nghĩa thống kê với P nhỏ hơn 0,5. Fluctuation rồi CPSD đều có thể hiện. Như vậy là bệnh nhân này chúng ta thấy rõ ràng là có cái tổn thương võng mạc, và trên những cái tất cả các thông số thống kê đều thể hiện cái điều đấy. Và đây chính là một cái trường hợp mà tổn thương glaucoma. Một cái ví dụ thứ hai dễ hơn, chúng ta thấy mất cố định là 3/26 thì cũng được, khoảng độ 10%, hơn 10% một tí. Đấy, âm tính giả thì không, dương tính giả cũng bằng không. Đấy, bệnh nhân là hợp tác tương đối là tốt. Đấy, thì trên thị trường chúng ta thấy là có một cái vùng hơi xám xám thẫm màu hơn những vùng khác, thì không biết có phải ám điểm hay không, tôi không biết. Thì chúng ta nhìn sang cái thang total deviation chúng ta thấy là có khá nhiều cái điểm tổn thương. Tuy nhiên trên cái thang pattern deviation thì chúng ta lại không thấy những điểm tổn thương này nữa, tức là nó đã được hiệu đính, sau khi được cộng thêm một cái giá trị tương đương thì nó sẽ mất đi những cái tổn thương. Có nghĩa là những tổn thương này là của môi trường trong suốt chứ không phải là của võng mạc bệnh nhân. Và đây cái sự sụt giảm thị trường này là nó do đục thủy tinh thể. Thế một số cái hình ảnh ví dụ về cái những cái bệnh lý khác ở đáy mắt, trên một cái bệnh lý có sẹo võng mạc thì có một cái thị trường màu rất là tối và có thể chúng ta lầm tưởng là bệnh lý glaucoma. Tuy nhiên là khi chúng ta soi bao giờ làm thị trường thì chúng ta cũng cần phải đi kèm theo cả đo nhãn áp và soi đáy mắt, chúng ta không thể nào dựa vào một cái thị trường đơn thuần để là kết luận là có bệnh hay không. Đây là bệnh glaucoma ở giai đoạn cuối, bệnh nhân chỉ còn nhìn thấy một cái vùng rất nhỏ ở trong thị trường thôi. Đấy, glaucoma này gần như là mù rồi, nó không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy hai điểm có cái cường độ rất là bé, mong manh. Đây là trường hợp mà thị trường thu hẹp do đồng tử co nhỏ, nó nhìn thấy kích thước đồng tử có 1 mm. Thế lúc sau này đồng tử giãn ra thì bệnh nhân thị trường nó sẽ rộng ra rất là nhiều. Đó, như vậy là tôi đã trình bày xong cái phần mà cách đọc thị trường động, thị trường tĩnh. Thế còn trong cái phần mà glaucoma, tôi sẽ giới thiệu thêm cho các bạn là những cái tiêu chuẩn đánh giá thị trường, cái phân loại thị trường trong bệnh glaucoma, thì nó sẽ là cái phần sau. Đấy, cái phần mà nó sẽ khó hơn cái phần đầu. Phần đầu đây thì tôi chỉ nói về những cái vấn đề cơ bản, những cái nguyên lý cơ bản để chúng ta nắm được. Và đến bài sau thì tôi sẽ trình bày tiếp về cái những cái tổn thương thị trường của bệnh glaucoma và phân loại thị trường trong bệnh glaucoma.